Nhờ chồng chăm con giúp một ngày, khi về chị vợ thấy cảnh muốn tăng sông máu. Cả năm ở nhà giữ con không ai thấy, đi chơi một ngày nhà tan hoang. Theo đó trong một năm ở cử rồi chăm con, nay hội chị em mới có dịp rủ nhau đi chơi một bữa. Được hôm chồng ở nhà, chị vợ liền giao lại trọng trách mà mình đã đảm đương cả một năm trời để đi khuây khỏa một ngày. Thế nhưng lúc trở về, vừa bước chân vào nhà đã thấy cảnh muốn ngất liệm tại chỗ. Cụ thể là hai cha con thì không thấy đâu, chỉ thấy ngôi nhà mà mình giữ gìn bấy lâu nay bỗng chốc hóa thành bãi chiến trường. Những nét vẽ đỏ âu được đánh dấu khắp nơi, từ sàn nhà cho đến cánh cửa tủ. Bên dưới thì nào bánh nào kẹo lộn xộn chắn cả lối đi. Trời ơi, cứu tôi ơi, cứu cuộc đời tôi ơi, cứu cuộc đời ơi. Đoạn video ngay sau khi được đăng tải đã khiến dân tình nhìn cũng thấy bất lực thay cho người vợ. Một số bình luận được mọi người để lại: phải tôi chắc tôi cho thằng chồng cuốn gói đi luôn quá. Tưởng đi chơi giải tỏa, ai ngờ lúc về áp lực nhân đôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Nhớ nhấn đăng ký kênh Tin Ngắn 3 Phút để xem những video mới mỗi ngày nha.